Trong số 4 diễn viên huy chương vàng giải Thanh Tâm năm 1967, Mỹ Châu, Ngọc Bích, Bảo Quốc, Phương Bình, nữ nghệ sĩ Ngọc Bích là nữ diễn viên chính ở một đoàn hát duy nhất là đoàn cải lương Sài Gòn 2 trong 15 năm liên tục. Sau khi rời đoàn cải lương Sài Gòn 2, trong 4 huy chương vàng giải Thanh Tâm năm 1967 vừa kể, thì nữ nghệ sĩ Ngọc Bích cũng là người lâu nhất không trở lại trên sàn diễn, trên sân khấu cải lương nữa. Nữ nghệ sĩ Ngọc Bích tên thật là Trần Ngọc Bích, sinh ngày 2 tháng 11 năm 1947 tại huyện Bình Thủy, tỉnh Cần Thơ. Cha là ông Trần Văn Níu làm thợ, mẹ là bà Nguyễn Thị Anh buôn bán. Trong gia đình của Ngọc Bích không có ai theo nghề hát. Là con gái lớn trong một gia đình nghèo có tới 11 người con, trong khi cha mẹ của Ngọc Bích phải lo bươn chải mưu sinh, có khi đến tối khuya mới về nhà. Nên Ngọc Bích phải giúp cho cha mẹ chăm sóc các em và quán xuyến mọi việc trong gia đình. Ngoài những giờ học ở trường về, đến nhà thì Ngọc Bích phải lo nấu cơm nước, đút cơm cho em nhỏ nhất ăn, ru ngủ các em. Đứa này lớn lên thì đến đứa em nhỏ kế. Ngọc Bích phải quét tước, dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ áo quần, làm tất cả những công chuyện mà đáng lý ra nếu không bận buôn bán tảo tần thì mẹ của em phải lo liệu tất cả những chuyện đó. Ngọc Bích khi ru em thì thích ca hát những bài bản cải lương mà em học lớn được khi nghe radio hay là máy hát chĩa của hàng xóm. Trong xóm có anh An biết đờn cổ nhạc, thấy Ngọc Bích có giọng tốt là thích ca cải lương nên dạy cho Ngọc Bích ca giọng cổ và nhiều bài bản cải lương. Mỗi khi có gánh hát cải lương về hát trong huyện thì thế nào em cũng xin cha mẹ cho đi coi hát một lần. Sau đó Ngọc Bích âm thầm dệt ước mơ, mong sao có thể trở thành nghệ sĩ cải lương như các nghệ sĩ thần tượng của cô là Thanh Nga, Úc Bạch Lan. Giọng ca cổ nhạc của Ngọc Bích ngày một hay hơn, ca đúng bài bản, đúng nhịp điệu, giọng hát ngây thơ trong trắng của Ngọc Bích khiến cho trong thôn xóm ai nghe qua cũng đều khen. Nhân dịp đoàn hát thống nhất Úc Trà Ôn về hát ở Rạp, Minh Châu, tỉnh Cần Thơ, chú Tư, người thân trong gia đình của Ngọc Bích, dẫn cô đi xem hát. Chú Tư quen với giáo sư Minh Nguyệt, một anh thầy bói nổi danh ở Sài Gòn, bà con của nghệ sĩ Út Trà Ôn, nên chú Tư giới thiệu Ngọc Bích với giáo sư Minh Nguyệt để nhờ ông Minh Nguyệt tiến dẫn Ngọc Bích với nghệ sĩ Út Trà Ôn. Út Trà Ôn và vợ là Bầu Hồng Hoa nghe thử giọng ca giọng cổ của Ngọc Bích. Út Trà Ôn thấy Ngọc Bích có triển vọng trở thành nghệ sĩ tài danh nên hai vợ chồng nghệ sĩ Út Trà Ôn nhận Ngọc Bích làm con nuôi, đem theo đoàn hát để dạy nghề ca hát. Chú Tư phải dẫn Ngọc Bích về xin phép cha mẹ. Mẹ của em thì chấp thuận, vì thấy Ngọc Bích có cơ hội tìm được một cuộc sống sung túc và đỡ khổ cực hơn ở nhà. Nhưng cha của em thì do dự, vì khi Ngọc Bích xa nhà theo gánh hát, thì còn 11 đứa con trẻ dễ ở lại nhà, không có người tiếp tay ông bà để chăm sóc cho chúng. Hôm sau, Út Trà Ôn thấy chú Tư không dẫn Ngọc Bích đến đoàn hát, ông hỏi lại mới biết cái gia cảnh khó khăn của cha mẹ Ngọc Bích. Nghệ sĩ Út Trà Ôn đi với người quản lý của gánh hát, tìm đến nhà của Ngọc Bích ở Bình Thủy, trao cho cha mẹ em 20.000 đồng, gọi là giúp đỡ cho gia đình khi Ngọc Bích vắng nhà. Ông cha thấy nghệ sĩ Út Trà Ôn nhiệt tình, ông trịnh trọng gửi gắm con ông cho Út Trà Ôn và cho phép con gái gọi nhận nghệ sĩ Út Trà Ôn là cha nuôi. Đó là năm 1962. Ngọc Bích được 15 tuổi, lần đầu tiên xa nhà, cô theo cha mẹ nuôi đi theo gánh hát, phiêu bạt khắp các tỉnh Tiền Giang, Hậu Giang, đô thành Sài Gòn và các tỉnh miền Trung. Phần cô thì cuộc sống đầy đủ, ăn sung mặc sướng, được học ca hát theo như ước nguyện. Tuy được cha mẹ nuôi thương mến nuông chiều, nhưng lòng cô thì lúc nào cũng tâm nguyện. Tự hứa là khi nào có thành đạt trên đường nghệ thuật, tự mình kiếm được nhiều tiền, thì thế nào cô cũng sẽ về giúp cha mẹ để nuôi dưỡng 11 đứa em thơ dạy ở quê nhà. Ngọc Bích siêng năng học ca, luyện giọng, học diễn xuất. Năm 1964, lần đầu tiên Ngọc Bích được hát trên sân khấu với vai đào nhì
trong tuần hoàng đế du xuân của Vân An. Ngọc Bích được dưỡng phụ Út Trọ Ông đặt cho, cô nghệ danh là Ngọc Bích. Báo chí phê bình tuần hát của gánh hát Thống Nhất Út Trọ Ông đã khen Ngọc Bích là một nghệ sĩ trẻ đẹp, có giọng ca chân phương, mượt mà và diễn xuất rất là khả ái. Dù chỉ mới xuất hiện trong một vở tuồng đầu tiên, nhưng Ngọc Bích được các ký giả kịch trường tiên đoán là với làn hơi khỏe khoắn, với lối ca điêu luyện và chắc nhịp, và được nghệ sĩ Út Trọ Ông trực tiếp chỉ dạy về diễn xuất. Trong một vài năm tới đây, nữ nghệ sĩ Ngọc Bích chắc chắn sẽ vào cuộc tranh đoạt huy chương vàng của giải Thanh Tâm. Trên sân khấu Thống Nhất, Út Trọ Ông, nữ nghệ sĩ Ngọc Bích đã hát những tuồng Mắt Em Là Bể Quan Cừu, Giáo Tòng Sát Tẩu, Sở Dân Cưới Vợ, Chiêu Quân Cống Hồ, Thần Nữ Dân Ngũ Linh Kỳ của các sở giả Thiếu Linh, Vân An, Mộc Linh. Thủy Kiều ơi, có anh là kim cộng đến tìm em, nối lại mình tên. Thủy Kiều ơi, hãy mừng nhau cho hòa, nàng chung đâu để ta đứng hẹn thùy. Chàng kim ơi, Thủy Kiều hiền tỷ, ta dẫn gia trang tự khi cùng chàng giáo biệt. Trước buổi ra đi còn gửi lại cho tôi một bức thơ tâm huyết sao cùng. Và chiếc ngọc xuống trăm và tí giấc lại hành bộ ban đầu. Trong chiếc thanh minh khí chiều nữ nghệ sĩ Ngọc Bích nhờ có giọng ca, giọng cổ ngày một điêu luyện, sắc dốc ngày càng đẹp, nên cô nhanh chóng trở thành diễn viên chánh, đóng cặp chung với kép chánh Út Trọ Ông trên sân khấu Thống Nhất trong những năm 1964-1965. Sau đó, đoàn Thống Nhất rã phần hùng giữa hai giám đốc Út Trọ Ông và Hoàng Giang, nên gánh hát Thống Nhất phải giải tán. Nghệ sĩ Hoàng Giang ký công ra cộng tác với đoàn hát Thanh Minh Thanh Nga. Nghệ sĩ Út Trọ Ông ký công ca cộng tác với đoàn Kim Trung Bầu Long. Nữ nghệ sĩ Ngọc Bích cũng được ký công ra chung với dưỡng phụ Út Trọ Ông hát trên sân khấu Kim Trung Sáu. Năm 1967, nữ nghệ sĩ Ngọc Bích được tặng huy chương vàng giải Thanh Tâm trong vai người vợ lớn của ông Cầu Quận Chín trong tuồng Tuyệt Tình Ca của Hà Triều Hoa Phượng. Cuối năm 1968, Ngọc Bích theo dưỡng phụ Út Trọ Ông ký hợp đồng với bà bầu thơ cùng đi với đoàn Thanh Minh Thanh Nga trong chuyến lưu diễn ở Paris, Pháp Quốc. Sau chuyến lưu diễn ở Pháp trở về, Ngọc Bích cùng với nghệ sĩ Út Trọ Ông cộng tác với các đoàn hát Tấn Tài, đoàn Hương Dạ Thảo, đoàn Minh Cảnh. Có một sự rạn vỡ đi đến chỗ cha mẹ nuôi của cô chia tay nhau và làm đổ vỡ niềm tin về tình thương chân thật của họ đối với cô, nên Ngọc Bích chia tay với cha mẹ nuôi Út Trọ Ông và bà Hồng Hoa. Sau năm 1975, nghệ sĩ Út Trọ Ông cộng tác với đoàn hát Cải Lương Sài Gòn 1, nữ nghệ sĩ Ngọc Bích cộng tác với đoàn hát Cải Lương Sài Gòn 2. Đến lúc này, Ngọc Bích mới thoát khỏi cái bóng che của nghệ sĩ Út Trọ Ông để tự mình khẳng định tài nghệ của mình trên một sân khấu khác với sân khấu của Út Trọ Ông. Trên sân khấu đoàn Cải Lương Sài Gòn 2, nữ nghệ sĩ Ngọc Bích diễn giải đầu nhì các tuần Ánh Lửa Rừng Khuya, Khách Sạn Hào Hoa. Ngọc Bích thể hiện tính cách một cô gái con nhà giàu, kiểu cách nũng nịu thật là có duyên, để làm nền tôn vinh cái đẹp trọn tình trọn nghĩa của cô gái nghèo do nữ nghệ sĩ Mỹ Châu thủ diễn. Sau đó, Ngọc Bích thủ diễn tất cả các vai nữ chánh trong các tuần Tiếng Hò Sông Hậu, Tìm Lại Cuộc Đời, Phượng Thắm Sân Trường, Tô Ánh Nguyệt, Theo Dấu Chân Hồng, Cánh Én Mùa Xuân, Người Không Cô Đơn của đoàn Cải Lương Sài Gòn 2. Các nghệ sĩ Mỹ Châu, Thanh Tuấn, Giang Châu, Hà Mỹ Xuân, Diệp Lan, Văn Chung, Tư Rộm lần lượt rời đoàn hát Cải Lương Sài Gòn 2,
chỉ còn có Ngọc Bích và nghệ sĩ Tuấn An ở lại chèo trống gìn giữ bản hiệu. Đến năm 1992, đoàn hát cải lương Sài Gòn 2 rã gánh, nữ nghệ sĩ Ngọc Bích rời sân khấu và không tham gia các chương trình hát trích đoạn hay các chương trình dần trăng cổ nhạc, làng điệu phương Nam, để tiếc thương cho bao khách mộ điệu cải lương. Hôm nay ngày gặp gỡ, anh cho đi rồi thì em sống với ai đây? Phải rồi, hay là đôi ta cùng nắm tay nhau về một thế giới nào khác? Biết đâu nơi đó chẳng gặp được con của chúng mình.